trong em đã đang phải nhạt hứng. Anh vẫn giữ cho anh một anh thầm mơ, thời gian sẽ cho anh quay về quá khứ để ta gặp nhau và anh sẽ hân hoan đưa em về về ngôi nhà xưa để anh yêu quý em hơn ngày tháng đó. Nguyện...